xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mấy an lành nhé. Chuẩn bị cho khóa lễ di cung đổ số ngày mai nhé. Đây thì mới chỉ là một nửa thôi. Để đi sắm lễ thôi. Di cung đổ số và đổi cung lộc, mà cung lộc tài, quên. Dạ vâng ạ, làm ăn buôn bán như vậy.
tiền lễ này ngày ngày trước là mình cầu cho con cháu nó được đi nước ngoài mà, thì bây giờ là cháu nó có tiền nó gửi về để làm lễ trả nợ tào quan, mới lại làm lễ di cung đổ số mở cung tài lộc để nay mai khỏi bị cắt lộc. Quên ơn mà. Trước kia cháu nó thi đi nước ngoài á, nó bị trượt một lần ấy, xong rồi về đây làm lễ. Ông mà cầu các quan các ngài để cho được thi đỗ, được đi ra nước ngoài đi làm. Thì có công có việc để bây giờ làm kiếm được đồng ngân đồng xuyến này, thì làm lễ để gọi là tạ ơn các ngài phù hộ cho, để mở thêm cung lộc cung tài nữa để cho để các quan các ngài lại để tâm xếp nếp để ban lộc ban tài xuống ở trần gian để cho được có thêm đồng ngân đồng xuyến. Vừa di cung đổi số này, vừa mở cung lộc tài này, lại còn cắt cầu cô thần quả tú nữa.
thì thép nhì pin lộc lô la nồng hòm cha ơi phủ quận lộc nam đông văn bình thì thế và hò pi lộc bao giao nam tịch cậu pi cha ơi nam ao tiếng đàn người khẩn vọng tha hơn cha ơi nắng lúc tu thể kiến nằm kiến sang đổi theo tiếng đàn nằm kiến xa là kiến nặng lúc khi nhang nhất ra tàu qua con nam nhang nhất vầng tàu thương nồng quá nơi dù chín tứ tì son lãng tì sao lung tì hiền lãng sơn tì tình đôi lúc lan no nguyên nở ra nguyên ngọc long ba nàng tì son cai kinh tì sao lung tì hiền lãng sơn tì tình việt nam tì qua lộc mà na dù tứ thể bồ an lộc mà na dù trần yêu thân dù chân giản yêu số cha ơi lúc mình bỏ dăm ao khao nắm hết pe ngân sen bỏ dăm hết quý bàn này lúc mà na chính ao ngân sen mà thương đơn thầy bàn hà bục nhang ô khang bày khai ô cái bây giờ dư lễ khâu tông sao dư bang tông hạn dư lễ khân cầu an dư bang khân cầu tài dư lễ khân cầu an dư bang khân cầu mát đời văn phục chính hỡi văn đầy văn phước ban điền lầu phục điện linh từ ý phu nhân mi lệ thấy hình đổi so di cũng là đôi mình thấy ấy cũng lộc tài cha ơi nhân mi lệ cắt cầu là duyên âm trần gian này hào tu tu thế
nguyện được như ý sơ cầu đầy tâm tâm. Con hiểu xin nhất giả tâu qua nhất vầng tâu thương tâu thương nhờ thầy đã qua tâu vâng nhờ thầy đã rồi. Xin kính cha con nam, xin kính thầy chờ trong chát thầy rơi. Thoát trong cơi thầy hốt phân phê kêu nghi ngô tư chỉ anh chờ. Con nam cầm kê giàu thầy chăm. Nếu kẻ cam trên nam đặn đưa, tiền nam sắt phu đưa hầu hàm. Trẻ tiền đời xa lá hầu văn. Khăn ta mà ca nghỉ chân đầu thấy ông khăn lâu cùng y mệt đồ kia tiếng đàn lành thân con na ma tiếng đàn đừng nam tôi trả ơi con hiểu nhầm nhàng cháy con theo chưa mi con ngoan chưa có phết lắm thì tới xa lặng thì ra chả ơi tha thứ thứ tha con hiểu con nắm tất cả bài hứa con làm tất bát. À quên mất, còn lấy vía cho bà nữa. Anh lấy tiền này sang đặt ở bên điện này để tí nữa em sang em kêu. À, gì đâu Phật? 50.000 đâu đấy? 50.000 là bà cụ lấy vía. Quên đấy. Đặt lên chỗ công đồng ấy nhá. Đặt vào đĩa Hà Nội đấy. Chị ơi, chuẩn bị làm lễ di cung đổi số. Mai sang chơi. Mai sang chơi xem người ta làm thế nào. Tới nay mình làm như thế. Khoan ba mẹ ơi,
phần đây con ngoan cầm mà theo minh loan chính vì mà nhập xác khổ thân nhập thân dần trần lỗ rồi. Vì ơi xưa mơ đời đau đi thong ăn đời ta vằn thong tôi quay quay khăn theo lăng mà nhà quan quay quay mà theo lăng đoan nhà thầy nhập xác khổ thân nhập thân dần trần ô số là vì ơi đôi khoăn là vì ơi đôi khoăn vì ơi mà nhập xác lung hu phố còi non lung hu mòn lá cối xu ơi là vì ơi đôi khoăn là vì ơi đôi khoăn ao đây tràn tiếp mình ở hồn khoăn ba mê mà chân nghĩ chân con xin con nam xin phép các thầy ông hà tiếng đàn lạnh thân nghi mệt lù kia xin phép thầy nghĩ chân con nam xin phép các thầy ông lạnh thân nghi mệt. Thương điệp trà bì nọ chương trình nhớ tên của bì nọng lâu văn này tháng này là lẹo thương điệp trà bì nọ chúc bì nọ văn mới ngày mới được an lành may mắn lộc tài. Xin chào và hẹn gặp lại sáng ngày mai.